Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Tuấn lại đang có mặt tiếp tục một khu đất đất ở. Hôm nay Tuấn đang có mặt tại Diên Lạc, thuộc xã Diên Khánh, và đây sẽ là khu trung tâm chính của huyện Diên Khánh tương lai. Đây, để Tuấn quay cho mọi người nha. Về trước của mọi người, đây là con sông, con sông Cái đây. Và đây chính là lô đất của mình, có diện tích là 127 m². Đường hiện trạng của nó là đường bê tông rộng phải 6 m. Và đây, mặt ranh của nó là từ cái cột mốc này đi sang bên phía bên này. Đây, phía này 127 m² đường hiện nay ở đây rồi. Và đặc biệt phía đằng sau này sẽ được mở rộng một con đường 13 m nữa. Nên quý anh chị bên này sẽ thành, sau này tương lai sẽ là lô đất hai mặt tiền. Và đây, xung quanh thì nhà dân cư hiện hữu. Khu Diên Lạc này thì mình đi ra đường tỉnh lộ 2 chỉ rơi vào có độ khoảng tầm một cây, chưa đến, tầm 600 m thôi. Và Diên Lạc sẽ là mưa sẽ sang năm ấy, khi mà Diên Khánh, trong tương lai khi Diên Khánh được lên đô thị loại 4 thì đây sẽ là thuộc là đất ở đô thị. Nên quý anh chị có thể lưu ý vào điều đó để có thể lựa chọn đầu tư ở khu vực này. Rồi, để không dài dòng thì đây, mọi người nếu quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ Tuấn qua số Zalo ở phía trên màn hình hoặc ở phía dưới phần mô tả để có thể được Tuấn tư vấn và chia sẻ những thông tin hữu ích nhất về đầu tư ở khu vực này. Tuấn xin cảm ơn.